Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Mẹ Kiến, mình là tác giả của trang blog TheBabyTalk.com. Như các bạn đã biết thì là sách Ehon là những cái câu chuyện đời thường gần gũi được minh họa bằng tranh ảnh một cách rất là sáng tạo và cuốn hút. Ở xứ sở đất nước hoa anh đào, ở đất nước Nhật Bản ấy, thì sách Ehon được coi là công cụ, là phương tiện để cha mẹ giao tiếp với con cái, lắng nghe con và trao đổi tình cảm với con. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái đặc điểm và công dụng thực sự của sách Ehon là gì. Câu hỏi là sách Ehon có tốt hay không? Thì sách Ehon đây là một cái bộ sách được dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Ở mỗi độ tuổi khác nhau thì lại có những cái cuốn sách với những cái nội dung phù hợp khác nhau. Các hình vẽ minh họa trong sách Ehon rất là phong phú với nhiều chủ đề khác nhau, từ động vật này, từ thiên nhiên cho đến các câu chuyện cổ tích, đến các thói quen giúp cho bé trở nên tự lập hơn và có những được cái thói quen tốt hơn. Nhờ đó mà có thể kích thích được cái trí sáng tạo này, cũng như là cái trí tưởng tượng của con, giúp tâm hồn con trở nên phong phú hơn này, hiểu biết về thế giới xung quanh nhiều hơn. Từ đó con có thể liên hệ được với thực tiễn bên ngoài tốt hơn ạ. Tiêu chí chọn mua sách Ehon mà các bạn cần biết. Sách Ehon hiện nay thì là các bạn có thể thấy là trên thị trường ấy, hàng giả hàng nhái rất là nhiều luôn. Do vậy là ba mẹ nên lưu ý chọn mua sách chính hãng từ nhà xuất bản chính hãng này, và chọn sách sao cho đúng độ tuổi của bé nhà mình để tạo hứng thú cho con, cũng như là giúp cho bộ não được tiếp thu và phát triển một cách tốt nhất. Điều quan trọng nhất đó chính là ba mẹ cần tạo được cái không khí thoải mái, không ép buộc con, để con có thể được trải nghiệm và thích thú với Ehon, đọc Ehon theo cách của riêng con. Mình có một cái câu chuyện về bạn Kiến là khi mà mình đặt mua sách Ehon cho các bạn lớn 5-6 tuổi thì mình đã thử Kiến đã trải nghiệm với Kiến là mình cho Kiến đọc sách không dành cho độ tuổi của con. Lúc này mình rất là ngạc nhiên, bởi vì là bình thường ấy thì khi Kiến đọc sách cái độ tuổi sách của độ tuổi 0 đến 3 tuổi sách của con ấy thì con tập trung rất là tốt, tập trung cực kỳ cao độ. Nhưng mà khi đọc sách của các anh chị 5-6 tuổi thì con chỉ theo dõi được 1 đến 2 trang đầu tiên thôi là bắt đầu con ngọ nguậy và mất tập trung. Bởi vì là sách dành cho các bạn lớn ấy thì là đặc điểm có nhiều chữ. Con không thích xem nhiều chữ như thế. Ngoài ra thì ba mẹ cần lựa chọn kỹ về chất liệu của sách. Khi mà cầm nắm các bé thì có thể lật xem hoặc là có thể gặp sách. Do đó ba mẹ cần chọn sách chính hãng để giấy đảm bảo an toàn cho con. Mình hay đặt sách từ nhà xuất bản Wordbooks. Sách mực in đến giấy in thì đều nhập từ nhà xuất bản chính hãng, mua bản quyền của Nhật. Các cuốn sách đều được bo tròn ở góc đây ạ. Bạn xem được bo tròn ở góc. Mực in được chất xuất từ dầu đậu nành, rất an toàn cho sức khỏe của con khi con cầm nắm, sờ hay là thậm chí cắn xé sách. Giấy C150 dày, dai đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản đây ạ. Giấy dai, cái tờ giấy đấy, giấy làm chất liệu rất là dai dày. Kích cỡ khổ giấy 20x20 giúp con có thể dễ cầm nắm, có thể tự lật sở và khám phá. Hiện tại thì Kiến nhà mình được 11 tháng tuổi và con hoàn toàn có thể là tự cầm sách và tự lật sở sách. Các mẹ có thể tham khảo cửa hàng sách chính hãng từ qua book của mẹ Kiến, mình sẽ để link ở bên dưới video này. Tác dụng của Ehon cho bé và gia đình là gì? Ehon thì giúp gắn kết tình cảm gia đình này. Ehon được coi là công cụ thần kỳ để giao tiếp với con tại Nhật Bản. Qua giọng đọc của ba mẹ thì con có thể cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy thư giãn và gần gũi hơn. Đặc biệt là trước khi giờ đi ngủ ạ, ba mẹ nên dành vài phút để đọc sách cho con. Mình và Kiến thì có cái thói quen đó chính là trước khi đi ngủ thì con và mẹ sẽ đọc từ 2 đến 3 cuốn sách. Từ đó là khi em đọc đến cuốn sách thứ 2, thứ 3 bắt đầu con sẽ ngáp ngắn ngáp dài rồi, và đặt chân lên đùi mẹ người thì ngả vào người mẹ thoải mái, và bắt đầu con cảm thấy là bắt đầu người con mềm dần và con muốn đi ngủ rồi, thư giãn và sau đó là muốn đi ngủ, chìm vào giấc ngủ dễ hơn. Theo một số ghi chép nhận định lại là khi nếu cha mẹ đọc sách cho con thường xuyên ạ, vào giờ chơi hoặc trước khi giờ ngủ ấy, thì là sẽ gắn kết tình cảm với con, giúp con chia sẻ với ba mẹ nhiều hơn này. Và nếu như là ba mẹ đọc cho con đều đặn thường xuyên thì sẽ có những cái hiệu quả rất là bất ngờ đấy. Các mẹ hãy thử nhé.
Ngoài ra thì sẽ Ehon sẽ giúp chúng ta phát triển trí thông minh cho con này, giúp con tưởng tượng tốt hơn. Ehon tác động nhiều lên bộ não, từ xúc giác, thính giác, thị giác, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tiếp nhận khả năng tư duy của con. Con sẽ được trải nghiệm những cảm xúc phong phú hơn. Nhiều lúc thì con cũng cảm thấy vui này, cũng cảm thấy buồn này, thậm chí là tức giận hay là thất vọng cùng các nhân vật hòa vào nhân vật trong sách. Con có tư duy tốt hơn và tăng vốn từ vựng. Tất nhiên rồi ạ, ngôn ngữ Ehon thì rất là ngắn gọn, dễ hiểu, cô đọng xúc tích và giàu âm điệu và hình ảnh. Điều này thì không chỉ giúp con học được thêm nhiều từ mới mà con còn biết cách diễn tả sự vật, sự việc liên hệ với thực tế tốt hơn. Mình muốn chia sẻ với các bạn một cái kỷ niệm giữa mình và bạn Kiến. Khi mà lần đầu tiên mình áp dụng cái phương pháp ăn dặm tự chỉ huy cho Kiến, lúc này thì bạn Kiến, bạn ấy cầm cái rau củ quả ấy, và con cho lên miệng, lúc này thì rất là ngượng nghịu và chưa biết cách để tóp tép nhai. Thì khi mà bạn Kiến đã được làm quen với cái bộ rau củ quả Ehon từ trước đó ấy, đấy ạ, cái bộ Ehon rau củ quả gồm có 4 cuốn, thì lúc này mình cầm cái rau củ quả và mình đưa lên miệng hướng dẫn con và lặp lại cái đoạn hội thoại trong sách. Hai bạn nhỏ ăn vậy ạ. Có cái đoạn là nhăm nhăm xào lại ngon thế nhỉ. Đấy, mình đưa cái miếng rau củ quả vào miệng, vào miệng Kiến và hướng dẫn con. Thì lúc này lặp lại cái câu đấy, nhăm nhăm xào lại ngon thế nhỉ. Và lúc này rất là ngạc nhiên là bạn Kiến đã bắt đầu nhảy cười và bạn đấy tóp tép nhai giống mẹ. Và sau này khi mà bước vào giai đoạn ăn dặm kết hợp đút thìa, thì mỗi khi mà Kiến lơ là mất tập trung ấy, thì mình hay lặp lại cái đoạn hội thoại mà trong cái bộ thìa nhỏ của bộ thìa nhỏ của bộ đồ vật ấy. Bạn thìa nhỏ sẽ đưa đồ ăn đến nơi cần đến, vu vu bé hãy mở miệng ra nào, và mình hay cầm cái thìa đưa vào miệng Kiến nào, vu vu Kiến hãy mở miệng ra nào. Và lúc này thì bạn Kiến quay trở lại và bạn Kiến hợp tác với mẹ rất là tốt. Tóm lại, qua video ngày hôm nay thì mình có một cái thông điệp muốn gửi gắm cho các ba mẹ, đó chính là Ehon nuôi dưỡng tâm hồn con, và hy vọng thì sẽ ngày càng có nhiều ba mẹ Việt biết được đến cái tác dụng thần kỳ của Ehon và sẵn sàng trang bị Ehon như là một cái công cụ để đồng hành cùng con mỗi ngày. Chúc các con và ba mẹ sẽ có được những cái trải nghiệm thú vị cùng Ehon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!